Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chơi chắn lẻ tài xỉu trên trang slmm.fun. Trang web này thì là trang web chắn lẻ Momo uy tín số 1 hiện nay. Các bạn có thể chơi một cách rất là đơn giản, các bạn chỉ cần dùng tài khoản ví Momo của mình. Sau đó là truy cập vào trang web slmm.fun. Cách chơi thì chúng ta chỉ cần dùng ví Momo chuyển tiền vào một trong các tài khoản dưới này. Đó, trên này hiện nay đang có 5 số tài khoản này. Số điện thoại các bạn chỉ cần chuyển tiền vào và nhập những cái nội dung tùy theo từng cách chơi. Ví dụ như là chơi chẵn lẻ, các bạn sẽ nhập nội dung SH cho cửa lẻ 1357. Cửa này thì tỷ lệ thắng sẽ là 2.55, 2.5 số tiền nhận. Các bạn đặt 100 nghìn sẽ nhận được 250 nghìn. DH sẽ là chẵn 2468. Ngoài ra thì có cửa chẵn 1 là DH1 02468. Tỷ lệ 1.9, các bạn đặt 100 nghìn sẽ nhận được 190 nghìn. Và hệ thống sẽ sinh ra một con số ngẫu nhiên từ 00 đến 99 từ website random.org, website cho kết quả ngẫu nhiên uy tín nhất thế giới, cộng với mã giao dịch để làm căn cứ thắng thua. Để xem mã dự thưởng ấy, thì bạn chỉ cần copy cái mã giao dịch vào, nhập vào cái ô kiểm tra là chúng ta sẽ xem được kết quả thắng thua. Đây, đây là cái lịch sử kết quả của tôi này. Ví dụ đây là cái mã Momo ẩn này, mã giao dịch Momo này, đây là mã Momo ẩn này. Sẽ cho ra mã kết quả. Trang web này thì trả thưởng rất là nhanh, chỉ từ 10 đến 30 giây thôi. Các bạn sẽ nhận ngay được tiền thưởng. Ngoài ra thì có thêm nhiệm vụ hàng ngày. Khi mà các bạn đạt được những cái mốc chơi từ 1 triệu, phần thưởng sẽ là 20.000, 5 triệu sẽ là 50.000. Tương ứng với nó sẽ là 45 triệu, nhận được 300.000 đồng. Sau đây tôi sẽ cho các bạn một cái mẹo chơi, đó chính là cái mẹo gấp thếp 1369. Chúng ta bắt đầu chơi thử một tay chẵn lẻ nhé. Chẵn lẻ nội dung sẽ là SH này. Tôi sẽ chơi chẵn lẻ 2.5 nhé. SH copy số điện thoại, sau đó vào ứng dụng Momo. Chuyển tiền. Ta dán cái số điện thoại mà chúng ta đã copy ở trên trang web vào đây. Đó. Tôi đánh 10.000 này. SH. Chuyển tiền. Xong. Chúng ta sẽ cược tối thiểu là 5.000 và tối đa là 5 triệu. Cho một lần cược. Chúng ta ấn vào chi tiết giao dịch và copy cái mã giao dịch. Sau đó quay về trong web. Chúng ta dán vào đây. Chúng ta check. Ôi, tôi chưa kịp check thì đã được nhận tiền thưởng rồi các bạn ạ. Đây này, tôi thắng nhé các bạn. Mã giao dịch đuôi là 526 này. Mã Momo ẩn, đây là cái mã ngẫu nhiên nha các bạn. 427 cộng ra sẽ là 3, đuôi sẽ là 3. Tôi đánh lẻ, tôi đã thắng. Đấy, rất là đơn giản. Trong những cái trường hợp mà các bạn có thể là chuyển khoản sai này, ghi nhầm nội dung hay là sai số tiền, hay có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ với chăm sóc khách hàng. Đây, chăm sóc khách hàng Telegram support đơn lỗi đây. Thì trên hệ thống trang web thì họ sẽ có người hỗ trợ các bạn lấy lại tiền. Ngoài ra thì có thêm cái group Telegram giao lưu này, anh em có thể vào đây để giao lưu các cách chơi, các mẹo chơi đấy. Về cái mã mua ẩn ấy, của trang này thì các bạn hoàn toàn uy tín, yên tâm. Tôi thử đánh thêm một tay tài xỉu nữa nhá. Tôi sẽ đánh xỉu đi, FC. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần chuyển tiền trực tiếp luôn, không phải thông qua bất cứ một cái ứng dụng nào. Tôi đánh 10.000 này. Xỉu nhá, FC. Đây, các bạn chọn copy mã giao dịch. Lại thắng rồi các bạn ạ. Chưa kịp kiểm tra, tiền đã lại về rồi. Rất là nhanh. Đánh đâu thằng đó luôn. Quá là hên. Đó, tôi đánh xỉu nhá. Kết quả cho ra số 3 ở cuối này. Tôi đã được ăn 1, 2, 3, 4. Tiếp tục đánh xỉu tiếp. Tôi copy số điện thoại khác. FC. Chưa kịp sử dụng đến công thức mà đã thắng rồi các bạn ạ.
Ngày các bạn vào đánh 10 thì 20 tay thôi. Không cần đánh nhiều. Là chúng ta có thể chốt lãi 500 đến 1 triệu FC. Số tiền 10.000. Trả thưởng rất là nhanh, trước khi kiểm tra thì tiền đã về rồi. Đó, lại về rồi, bạn ơi, lại thắng rồi. Rất là đơn giản. Tôi sẽ đánh to hơn xem. Copy. Vẫn đánh xỉu nhá. À, tay này tôi sẽ đánh tay. MC 5678 này, đuôi 5678 này. MC. Đánh tài xem lần này sẽ như thế nào. Tôi đánh 30.000 đi. MC. Có vẻ như tay này tôi đã thua rồi các bạn. Ôi, tôi lại thắng các bạn ơi. Thật sự là rất là hên. Đó, tiền về rất là nhanh. Tôi đặt 30.000. Đánh 3 tay ăn cả 3. Các bạn có thể vào tham khảo và chơi thử nhá. Chúng ta đặt nhỏ thôi, không cần đặt lớn quá. Sau này chúng ta chơi quen thì chúng ta có thể chơi những cái mức cược lớn hơn. CLMM.fan. Con này rất là ok các bạn ạ. Thôi, tôi xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở những video sau.